Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu câu ha. Đó, sáng này lên cho anh em một mớ đầu câu cho anh em mình lựa nha. Rồi chưa chưa em sẽ lên đầu ngày chứ đầu pin, đầu điện anh em ha. Em lưu ý. À, thì cho anh em xem xong cho em xin một like, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh ha anh em và bật cái chuông thông báo lên ha. Rồi em về cần câu máy câu rất là nhiều ha. Đó, năm mấy cần ha. Rồi anh em mua lô thì cứ liên hệ em ha. Đó. Còn máy cũng vậy ha. Rồi lên chi tiết từng món và cái đồ dụng cụ cho anh em trước nè. Rồi anh em cho em xin một like nha, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh nha anh em. Tiếp tục mã số 1 của ngày 28 đi ha. Rồi mã số 1 là mấy cái bàn cước nè. Cước này in da băng 600m mà nó có xài. Cái này của Daiwa luôn nè, 500m mà nó có xài rồi. Rồi hai cuồng này á 300k anh em, nó còn rất là nhiều. Rồi mã số 1 300. Tiếp mã số 2 nè. Mã số 2 là một cái giỏ sách nha anh em ha. Giỏ sách đầu câu ha. À, nó có cái khung nhôm này rất là đẹp. Cái này giải ha. Ở trong này có sân tia nè, nó bằng giải. 200k anh em. Mã số 2 200k. Tiếp mã số 3 nè. À, mã số 3 là một cái giỏ nữa. Giỏ này bằng nắp tay nắp là bằng nhựa. Nó cái sân tia nó còn kéo được nhưng mà nó gãy cái đầu cầm kéo anh em, về anh em mình cuộn công dây vô kéo. Thì trong đây nó có mấy cái hộp nè. Đó. Chì lưỡi câu rất là nhiều. Nè, đó, lưỡi câu này câu cá nhỏ nha. Câu cá rô mình cũng được. Đó. Đây có màu giả này nữa ha, ba hộp rồi. Đây này lưỡi này rất là nhiều lưỡi nè. Đó, đó bán lại với túi sách nữa. Rồi mã số 3 330k nha anh em. Số 3 330. Tiếp số 4 nè. Đây số 4 là một cái đèn. À, đó cái đèn, cái này thiếu sạc, cái này sạc cũng dễ nè, cái này sạc điện thoại đi. Với một cái nón, cái kiến nè, đó cho anh em bán cho anh em 300k, mã số 4 300 ha. À, mã số 4 300. Rồi mã số 5 200k. Số 5 200 là mấy cái màu giả nha anh em, hình như em đếm nãy 16 con hay vậy nè, 16 con. Rồi. 16 con. Rồi, 16 con 200, mã số 5 200. Mã số 6 200k nè, cho hai cái túi này nè. Hai túi này làm gì ha? Này cái này gì trời. Nãy giờ không có móc ra nữa. Này cái đồ mà gọng màu gì vậy? Rồi 200k cho hai cái túi này với cái này ha. Ủa, này ra đó 200k, mã số 6 200. Tiếp mã số 6 rồi 7 đâu rồi. Rồi 7 là một cái hộp đồ anh em. 7 là một cái hộp đồ dụng cụ câu này rất là nhiều ha, bao gồm nè chì nè, mồi giả nè, phao nè ha, chì mồi giả, tham phao, lự câu rất là nhiều với cái hộp nữa, tiện cho anh em mình đựng ha. Rồi hộp này bán anh em là 340.000 full hộp luôn, má móc gài đồ đầy đủ anh em. Mã số 7 340. Tiếp mã số 8. Số 8 bán hộp này 200k nha. Này có dây cước rồi chì phao rồi nữa ha. Đó, ở dưới này nữa ha. Đây, ở dưới này nữa nè. Đó. Rồi mã số 8 200. Tiếp mã số 9. Số 9 ham gữ nè. Cái kẹp ha, cái kẹp đỡ giá nè và cái đai đỡ nè. Đó. Số 9, mã số 9 250.
số 9 250 số 10 400 cho hai cần câu tay anh em. Câu này của Đai Hoa hai con ha, này cũng dài 5-6 thước vậy. Đai Hoa hai cào hai cần 400k, mã số 10 400. Tiếp 11 là một cái máy ha, máy này của Shimano in da băng, hệ này chắc cỡ 2000 anh em, 20 S này chắc 2000. Rồi bán anh em 300, mã số 11 300. Rồi tiếp 12 ha. 12 là một cây cần hai khúc. Cần này của Nhật luôn à, cái này carbon nha. Rất là nhẹ gọn luôn, hai khúc này chắc mét mấy à. Và một cái máy 2000, máy này 1000. Ha, máy này 1000. Da băng luôn nè. Rồi bán cho anh em là 650 nha, cần này carbon nha anh em. Này 2m gì nha, 2 khúc. Rồi 650 mã số 12. À, mã số 12 650. Tiếp 13, 13 là ba cái giọt ha. 13 ba cái giọt 180.000. Cái giọt này bự ha, vậy anh em mình gắn cái cán vô. Và hai giọt nhỏ. Rồi 13 2 3 cái giọt 180.000 ha. 14. 14 là một cây cần. Cây cần này hình như bằng phíp đỏ ha. Đó, cần này cũng hai khúc nè, máy ha, da băng luôn nè. Đó, chuẩn Nhật luôn. 750 với cái máy nè, máy này máy hệ 2000 nha. Ây da. 2000 da băng luôn nha. Đó, còn đầy đủ đồ ha, em chưa có vệ sinh. Rồi, mã 14 750 ha, cho bộ cần câu máy này ha, mã 14 750. Rồi, 15 là một cái thùng anh em. Đó, 15 là một cái thùng đựng đồ ha. Thùng này anh em mình ngồi lên câu rất là thoải mái luôn á. Trong đây nó có hai cái kênh nhỏ. Đồ đủ phủ luôn nè, câu nè, phao nè ha. Đó, dây nhợ rồi tùm lum ha. Bên đây nữa nè. Có kéo nữa nè ha. Đó. Đây. Đó, 500k mã 15 ha. Thùng này bự mình ngồi câu luôn. Subaru. Mã số 15 500. 16 là một bộ phao. Bán 270.000 ha. Nè, phao ha. Đây, mã số 16 270k. 17 bán 3 17 300k cho cái thùng này ha. Thùng này nó có ngăn ha. Nè, đồ đồ đầy đủ anh em, phao rồi chì, dây, kéo, lữ ha, dao gọt giấy. Đó. Thùng này được 3 ngăn. Đây, rất là gọn. Rồi, mã số 17 300. Mã số 17 300k ha. Rồi 18 là một cái đầu gác cần anh em. 18 gác cần ha. Bộ này bán cho anh em đâu rồi? Tháo ra sao ta? Này 4 cái chân. Đó, vành ra. Nè. Gác được 1 2 3 4 5 6 7 8 cần anh em. Gác được 8 cần. Đó. Đây. Rồi cái này bán cho anh em là 270.000 cái gác cần ha. Nè nó có nhọt nè, mình tăng đưa lên nha, 270.000 cái gác cần mã số 18 gác cần 270k. Rồi anh em mình mua thì cứ liên hệ em ha. Rồi cho em xin một like và nhớ đăng ký kênh giùm em ha.